Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn cách hiện thước đo trong Word trên mọi phiên bản. Để hiện thước đo trong Word thì bạn chỉ cần thực hiện theo hai bước mà bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu như bạn đã đổi đơn vị đo từ inch sang cm thì bạn có thể bỏ qua bước thứ nhất mà chuyển ngay sang bước thứ hai. Ở đây, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ thực hiện nhanh từng bước một. Bước thứ nhất, đổi đơn vị đo từ inch sang cm. Bạn click vào file trên menu. Sau đó, chọn option. Tiếp theo, bạn click vào advance. Và bạn tìm đến phần đơn vị. Ở đây đơn vị đang là inch. Bạn chỉ cần chọn là cm. Ok. Như vậy, mình vừa thực hiện xong bước thứ nhất, đổi đơn vị đo từ inch sang cm. Tiếp theo, Đỗ Bảo Nam Block sẽ sang bước thứ hai, hiện thước đo trong Word. Bạn click vào View trên menu. Sau đó, bạn tích vào ô Ruler. Thì ngay lập tức, bạn đã nhìn thấy thanh thước đo được hiển thị ở phía trên. Và ở bên cạnh của file Word. Như vậy, ở video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Block vừa chia sẻ nhanh với bạn cách hiện thước đo trong Word. Nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy nhấp chuột vào like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Block. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Block, bạn hãy nhấp chuột vào nút đăng ký và chọn hình chuông. Nhấp vào tất cả để đăng ký và nhận thêm các video hữu ích từ Đỗ Bảo Nam Block. Xin cảm ơn các bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm trên Google với từ khóa Đỗ Bảo Nam Block và truy cập vào website dobanamblog.com hoặc kênh YouTube Đỗ Bảo Nam Blog để xem thêm các video hữu ích như thủ thuật máy tính, style browser, cách sử dụng các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint, vân vân. Và bạn có thể truy cập website là dobanamblog.com để cập nhật những bài viết hữu ích mới nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.